Anh em ơi, bây giờ mình đã quay trở lại với tập 2 này. Và bây giờ thì mình đã mua cả Quế Ngọc Hải anh em nhé. Hay để mình xem cái bảng này nó có hiện Quế Ngọc Hải không. Chắc là không hiện rồi. Đây, mình sẽ cho anh em thấy Quế Ngọc Hải đang đá ở đây. Đây, Quế Ngọc Hải của chúng ta đây. Đấy, chúng ta có thêm Quế Ngọc Hải. Huống chuyển tương đối khó hiểu. Mày quá. Ui mày thế ông này sút sút ngu. Moi skin sút hơi ngu. Đây là Locatelli. Rồi. Phản công này, phản công này. Van de Beek. Rồi. Tỷ số là 1-0 rồi. Ok anh em ơi, 1-0 ngay, Van de Beek luôn. Beek ngay, Beek luôn đấy. Moiskin đã ghi được một bàn. Ở trận trước đấy, mình không nhớ, hình như là mình đang xếp trên hay là xếp dưới nữa. Tại vì hiệu số trận trước là mình thắng có hai quả thôi. Rồi kèm tình huống đẩy người rất tốt của Rashford và bóng đã đi hết đường biên ngang rồi. Hải Quế. Đây là Mark Rashford. Chung là trận này là hơi neo người anh em ạ, những cái cầu thủ chính trận trước hết sức hết cả rồi. Là mình đang phải dùng đội hình phụ lại còn có cả Quế Ngọc Hải đây. Đấy. Nào nào nào, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh này, bình tĩnh này, bình tĩnh ai rồi cứ nhờ Rabiot sút xa khét thật đấy, cũng ra gì ấy, không phải vừa đâu. Rồi tiếp về. Đây là Pellegrini, à Pellegrini, Matip De Ligt. À, lâu lắm mình không để ý đến De Ligt anh em ạ. Không, không sao. Luke Shaw. Ôi thôi, xong rồi. Quế Ngọc Hải. Pogba. Kìa sao chuyền cái quả thế. Nhưng mà quả đấy là phải nói thật là thằng Danilo nó lùi về khá là khôn, nên là Cavani không chọc khe được. Lingard. Ui hay chưa anh em ơi. Hay chưa anh em ơi. Hay quá. Quả lính gạt bấm bóng thôi rồi luôn này. Nét chưa, nét chưa, nét luôn nha lại. Rồi Piemonte Calcio này mình, tại vì các anh làm mod là chỉ có mod của ấy thôi, mod của tuyển Việt Nam thôi, nên mình chưa cài thêm mod khác vào, mình sợ xung đột. Ok à, không phải thế. Thôi xin ấy, thôi na na na, hay quá hay quý ơi. Kinh nghiệm bên Juve hẳn 5 5 phát sút trúng mục tiêu nhưng mà lại không, chưa có bàn nào. À,
Cái hả? Trời ơi, không có bàn kìa. Ôi, quả đấy cột dọc sáng ngang kìa. Bực thật đấy. Nào. Nào, 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 nào. Mà không sao, dù gì Hải Quế cũng đã đứng vững suốt hiệp 1 rồi anh em ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải bước sang hiệp 2. 45 phút vẫn còn phía trước và chưa nói trước được điều gì. Bây giờ thì mình sẽ... Đúng rồi, anh em không đoán trước được cái gì đâu. Công Phượng sẽ vào sân. Bây giờ chúng ta sẽ phải sử dụng con quái vật do chính chúng mình tạo ra. Đấy, chúng ta sẽ có Công Phượng ở trên sân. Thế nhưng mà Công Phượng lại đang đá một vai trò gọi là CF anh em ạ. Đấy, nên là Công Phượng rất hay lùi sâu. Có lẽ là chút nữa mình sẽ phải đi ra mình xét cái lối đá cho Công Phượng. Một đường chuyền ngang sân tương đối nguy hiểm. Ui, Văn Hậu là sang đá được hẳn một trận rồi mới mới transfer confirm thế này. Ui, Công Phượng có đấy lại chạy lùi vào chứ lại. Đúng là cái đấy phải đứng đợi sẵn nhưng mà chắc là do vị trí của Công Phượng là CF. Rồi, không sao, thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải sang cái instruction này. Công Phượng support run. Stay central. Stay central ấy. Attacking run. Target man. Get in behind đi. Rồi, ok, có thể ok đấy. Nói chung là mình sẽ đặt từng cầu thủ thôi. Tại vì mình đã đá quen, tại vì mình không bao giờ mình chỉnh ấy. Thì thành ra là mình đã quen với cách đá của các cầu thủ mặc định của MU. Và cái lối... Em vừa nói xong. Và các cái lối đá mặc định của MU. Chứ còn các cầu thủ Việt Nam sang thì mình sẽ buộc phải chỉnh lại. Ui, Công Phượng có vẻ đuối rồi. Có lẽ là chắc lại phải sắp gọi ông thần Sancho vào. Chỉ có Sancho vào mới cứu giúp được thôi. Rồi rồi rồi, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Phượng vẫn lùi sâu lắm anh em ạ. Chắc là do cái lối đá vậy rồi không chỉnh được. Tại vì mình nhớ không nhầm thì hồi xưa cái hồi U19 Việt Nam ấy, Phượng đá tiền vệ hình như là đá CM ấy chứ không phải là ST đâu. Tại vì ST là hồi đấy đã có Văn Toàn rồi. Thôi xong rồi. Cái gì vậy? Ôi rồi cái gì vậy? Vô lý thế, tại sao nó lại sút được quả đấy nhở? Mẹ game này. Ảo thế. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Lingard, Lingard, Lingard. Rồi ạ. Take it short here.
Kìa, sợ lại bắt được. Bực thế, trận này chả nhẽ trận này lại thua ngược thì cay lắm ấy. Trận này mà thua ngược thì cay lắm ấy, thật sự luôn. Rồi, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, không sao anh em ạ. Công Phượng này. Ôi, anh em ơi, anh em trông có quen không? Anh em trông cái quả này quen không anh em? Ui, y xì cái quả Công Phượng mà năm 2015 thì phải. Là 2014 2015 thì đã ghi bàn vào lưới U19 Úc anh em ạ. Ui. Ui. Cái này á, x2 giá. X2 giá ở 16 triệu euro rồi. X2 giá anh em ơi. Tầm này thì X2 giá này. Ui, quả đi bóng đi chưa? Ui, what a beauty. Ui, quá đẹp luôn. Kinh thật, quá đẹp luôn. Công Phượng đây chứ còn đâu nữa. Không biết là bao giờ nó mới cho mình có Quang Hải anh em ạ. Hơi hóng hớt Quang Hải tí. Chắc là qua một tuần nó sẽ cho mình mua Quang Hải, nghĩ thế. Bàn phút cuối, ui bàn phút cuối kìa, ui nó phải vậy anh em ơi, kinh nhờ. Mặc dù là Moiskin lập group nhưng mà người chấm dứt anh lại là Quang Hải, à là Công Phượng. Ui thích chưa? Đây, cho anh em xem lại quả Công Phượng nhá. Ui, đi bóng này, đi bóng, Công Phượng. Ui. Hay chưa? Ui giời, Công Phượng hay chưa? Công Phượng chỉ số này như đâu có 6 mấy, 66 hay 68 gì đấy. Khét chưa? Khét luôn như lệ. Nguyễn Công Phượng. Để mình xem là mình đã mua được Quang Hải hay chưa nhá. Ôi, lại Barca Real lại thua PSG thế này, chết ta đấy. Để mình vào Transfer Hub mình xem thử xem nào. Quang Hải, à, mua được rồi, mua được rồi, mua được rồi. Chúng ta lại có người để đá tiếp rồi anh em ạ. Nó phải thế. Tôi sẵn sàng trả ông 11 triệu cho Quang Hải. Đấy đúng rồi, riêng Quang Hải tôi không tiếc tiền. Bây giờ chúng ta sẽ thương thảo hợp đồng với Quang Hải. Đấy, mọi việc là đang rất là ok luôn. Có là hợp đồng chắc cũng 3 năm thôi. Nói chung là thương thảo mấy ông Việt Nam là đơn giản lắm, mình có tiền mà. Riêng Quang Hải à, lương tôi để 50.000 euro một tuần, được chưa? Đấy, nó phải vậy. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được mục tiêu. Bây giờ chúng ta đang có tới 5 cầu thủ Việt Nam trong đội hình, đúng nhỉ? Để mình đếm lại nhé. Đây, chúng ta đang có 1, 2, 3, 4, 5. Đúng rồi, chúng ta có 5 cầu thủ Việt Nam trong đội hình. Và tất nhiên rồi, để mà để thêm phần hấp dẫn thì mình sẽ phải để Quang Hải vào đây chứ còn sao nữa. Bây giờ mà có bộ khung Quang Hải Hoàng Đức thì đá ui mẹ nó phải hết nước chấm anh em ơi. Thích chứ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào Eileen, chúng ta gặp Bayern Munich anh em ạ. Chúng ta sẽ phải gặp Bayern Munich. Nguyễn Công Phượng dramatic late goal save Man United win. À. Rồi, bây giờ là gặp Bayern Munich à. Bây giờ chúng ta sẽ phải đánh một canh bạc. Đánh một canh bạc này. Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Info,
Hoàng Đức phải đá CM chứ sao nữa. Thôi anh quên các bài, hôm nay anh chịu khó ngồi ngoài tí nhá. Nay vẫn phải là Công Phượng vào anh em ạ. Lại Công Phượng đá thích lắm. Thôi trận này có Bayern Munich phải để Ronaldo lại không à, cũng đi đi đòi đấy. Chúng ta sẽ cùng chờ đón Công Phượng và Nguyễn Quang Hải sẽ cùng ra sân ở trận đấu ngày hôm nay. Rất tiếc là số 19 thì Varane lại đang mặc mất rồi, nên là mình cũng đang chưa biết là game nó cho Quang Hải số bao nhiêu đây. Nhưng mà bây giờ đang quay cận cảnh Ronaldo chứ chưa quay Quang Hải. À, Quang Hải số 32. Nói chung là mình sẵn sàng để Varane một cái số áo khác. Rồi không sao không sao không sao, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát mà anh em. Còn đá được là còn chơi được. Sẽ đá đúng phong cách của Quang Hải này, đá ít chạm này. Khả năng là mình sẽ đẩy Varane sang một cái số áo nó khác, ví dụ như số 3, số 4 gì đó. Tại vì Finzone bây giờ thì nói chung là trong game này gần như cũng chẳng đá nữa rồi. Ôi hơi hơi lạm dụng Quang Hải, xin lỗi anh em, xin lỗi anh em. Ok nhá, đây rồi. Mà phải nói là các cầu thủ Bayern Munich đang có cái gọi là bắt bài rất tốt này, họ ập vào ngay từ sau lưng, mà phải nói là mình tương đối là họ đang đang hơi lúng túng cho đến thời điểm hiện tại. Cái gì vậy Bruno? Bruno cái gì vậy anh? Không sao, còn thở còn gỡ mà anh em, cứ bình tĩnh thôi. Nào nào, chết rồi. À, Hoàng Đức đang phải dâng lên tương đối cao khi mà bây giờ thì cả hai đang đá kiểm soát bóng rất tốt. Rồi xong, mọi thứ đang dần trở nên khó khăn rồi. Hiện tại là Lewandowski đang 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 quá nha anh em, Lewan đẳng cấp thật đấy, sút đóng quả đấy chịu rồi, đóng quả đấy chịu ấy, thật sự luôn. Này một mình ông đi này, mình ông đi này, một mình ông sút này, thế vào chán không cái gì đấy. Sancho, dây đường Sancho. Hoàng Đức rất cố gắng nhưng mà dù gì thì cũng phải nói là thua thiệt về thể hình thể lực quá là nhiều.
Nói chung là đá này thì cũng phải gọi là hơi chấp người. Nó đã gợi ý thay Quang Hải đây này. Khiếp, Quang Hải đá được hiệp 1 xong thở oxy anh em ạ. Ui rồi, anh em thấy không? Thậm chí là bóng văng ra rồi mà Quang không gọi là gì nhỉ? Quang Hải không còn cơ hội nào để không còn cơ hội nào để coi như là ra mà lấy bóng nhá. Không sao, chúng ta mới thua có một trái thôi. Thua một trái thì kể cả trận có thua thì cũng nhì bảng thôi mà, có sao đâu. Bởi vì là chúng ta đều đang có 6 điểm đúng không? Với hai ông kia chắc chắn là mình chắc chắn là nhì bảng rồi. Bởi vì thắng hai trận thì chắc chắn là đi tiếp rồi. Thế là trận này thua cũng không sao nên đá cũng thoải mái thôi, nhưng mà bây giờ nó mạnh quá anh em ạ. Rồi, đây là Jadon Sancho này. Kìa. Quang Hải đá cánh đang hơi ngợp này này. Để mình thử đổi cho Quang Hải và đá CM xem nào. Có thể là mọi thứ nó sẽ dễ hơn với Quang Hải một chút khi mà anh được đá vị trí sở trường. Chứ ở trên tuyển Quang Hải cũng đang phải đá LW à, RW cũng tương đối là khó đá. Gọi là đá Inverted Wing nhưng mà nói chung là cũng hơi khó. Thôi thì đằng nào trận này cũng là cơ hội để mình để cả các cầu thủ Việt Nam vào cùng một trận. Có mỗi Quế Hải với Văn Hậu là trận này mình quên, mình không cho vào thôi. Ui. Mở rộng ha. Đây này. Ui, cái gì vậy? Hoàng Đức đen thế rồi ơi, thế mà còn đập cột nữa. Ui giời, Maguire. Chán thật đấy. Nhìn ông Maguire phải nói là lắc đầu luôn. Ngán ngẩm. Úi giời ơi. Úi giời ơi anh em ơi. Úi giời ơi, khét chưa, khét chưa? Khét chưa, ai đây? Đá về vị trả về vị trí phát đá nó phải khác luôn anh em ơi. Đá về trả về vị trí là nó phải như này. Chung là bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể thay CR7 ra rồi. CR7 trận này đá hơi phít, chắc là tại mình dồn bóng cho các đồng chí kia nên có thể là CR7 hơi khó đá. Mình nghĩ là vậy. Đây, Nguyễn Quang Hải luôn, hay chưa? Mọi thứ đang một đều rồi. Mình sẽ phải gia cố thêm hàng phòng ngự và một CDM đó là McTominay. Thực ra McTominay đá box to box sẽ hay hơn, nhưng mà trong những cái lúc bắt buộc thì mình vẫn phải dùng McTominay ở vị trí CDM. Thứ nhất là thể hình của anh ta quá to đi, và tranh chấp thì phải gọi là cực kỳ ngon. Mọi cái đấy mình có thể là sẽ chấp nhận được. Thôi, xin quả bóng nhá. Đây là kìa, sao lại chuyền quả như thế? Chuyền quả vô trách nhiệm thế nhở, Telet này. Ui da, sút căng nha. Không được, tôi phải để các bạn. Hoàng Đức đá full trận chứ.
thế mới tăng giá trị cầu thủ được. Tiền mua về 10 triệu cả đấy. Công Phượng bây giờ là Quang Hải. Quang Hải, Quang Hải, Quang Hải. Ui trời ơi. Không vào kìa, trời ơi. Để mình xem lại quả quay chậm nào. Sao quả đấy lại không vào? Ok, lại còn làm kỹ thuật nữa. Chim thế này cứ gợi ý thay Hoàng Đức làm cái gì, tôi không định thay đâu. À trận này Bayern đang Bayern vẫn đang hơn mình hiệu số nên trận này kể cả mình có thua hay là hòa thì cũng vẫn nhì bảng thôi, nên thôi kệ kệ anh em ạ, mình đá trận này đá hay nhất có thể thôi. Thôi 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 nhá. Kìa sao lại thế, ui giời ơi, thua những cái quả rất lãng xẹt nữa, thua quả lãng xẹt quá anh em ạ. Nhưng không sao, trận này Quang Hải ghi bàn ok rồi, thì trừ Quế Ngọc Hải, Văn Hậu ra, hai ông hậu vệ ra thì cả ba cầu thủ bên trên của mình đều đã ghi bàn rồi. Ok nhá, mọi thứ vẫn đang trong. Thôi không sao anh em ạ, mọi thứ đang rất ok rồi. Hy vọng là anh em có thể like, subscribe kênh để ủng hộ mình ra thêm các video trong thời gian tới nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.